Nhìn kỹ đi, em là hải cẩu chứ không phải là lợn biển đâu nha. Người ta ốm nhom gì mà lợn gì trời. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tea Time, mình là T đây. Cũng đã được một khoảng thời gian khá dài kể từ lần cuối mình unbox đồ chơi về các em School Panda rồi. Từ lúc đó cho đến nay á, thì Bob Mott đã cho ra mắt đến tận 2 bộ đồ chơi về các em nó. Bộ thứ nhất có chủ đề về gia đình Adams và mình sẽ giới thiệu cho các bạn về bộ đồ chơi này ở video lần sau. Còn bộ thứ hai cũng chính là bộ ngày hôm nay mà mình unbox, có tên là School Panda The Mayor of Animals, có nghĩa là cơ ác mộng của động vật. Như các bạn đã biết, đồ chơi về các em School Panda lúc nào cũng có chủ đề hết sức thú vị và đa dạng. Nhưng chủ đề của bộ đồ chơi ngày hôm nay có lẽ là chủ đề mà mình thích nhất từ trước đến nay luôn. Đó chính là chủ đề về môi trường và động vật. Từ đó tới giờ, mình đã thấy rất là nhiều hình thức tuyên truyền về thực trạng ô nhiễm môi trường đáng báo động hiện nay, cũng như là việc ngược đãi động vật. Nhưng đây là lần đầu tiên mà mình thấy chủ đề này xuất hiện ở các bộ đồ chơi nghệ thuật. Do là ảnh hưởng từ chủ đề lần này, cho nên bao bì của hộp đồ chơi có màu sắc khá là u ám và mang cho ta cảm giác một nỗi buồn man mác mọi người ơi. Đối với một người cực kỳ quan tâm đến môi trường và động vật như mình, thì mình rất là háo hức để khám phá xem ý nghĩa và thông điệp của từng em School Panda muốn gửi gắm đến chúng ta là gì. Cho nên chúng ta cùng unbox các em đó ngay luôn nha. Nhân vật đầu tiên của chúng ta có tên là The Feline. Thiết kế thẻ tên của các em School Panda lần này thì khá là nhỏ và có hình giống như là một tập hồ sơ vậy mọi người. Mặt sau thì sẽ có tên của bộ đồ chơi và một cái mã QR. Và cũng như mỗi lần sau khi mà scan cái mã QR này á, thì nó dẫn mình đến một cái trang web. Hình như là trang web của Trung Quốc, cho nên là mình không có đăng nhập vô được mọi người ơi. Thì từ Feline trong tên của em này được dùng để chỉ mèo hoặc là các em động vật thuộc họ mèo, ví dụ như là hổ hay là báo. Ngoài ra thì từ này còn có nghĩa là nham hiểm và thâm hiểm nữa các bạn. Đó cũng chính là lý do tại sao mà em School Panda của chúng ta nhìn rất là ăn chơi như thế này. Kiểu ngầu ngầu giống như là các vai phản diện trong các bộ phim đó mọi người. Mặc dù nói là thuộc họ mèo, nhưng mình nhìn sơ quá thì mình thấy em này giống chuột không mọi người ơi. Kiểu đôi tai nè. Ôi tai em nó được làm từ nhựa mềm mọi người ơi. Với cả cái đuôi phía sau nữa. Wow, cái đuôi này cũng được làm từ nhựa mềm luôn nha. Thì cái tai với cái đuôi của em này á, nhìn chả giống mèo tí nào luôn. Mày y ren con chuột à. Ngoài ra em nó còn có rất là nhiều chi tiết như là một cái khuyên tai nè, cái vòng cổ hay là cái hình xăm xương cá trên cánh tay của em nó đều cho ta cảm giác em nó rất gì và này nọ ha. Khuôn mặt của em nó thì khá là ấn tượng với cái tattoo chữ guilty cùng với đôi mắt hai màu cực kỳ hiếm ở các loài mèo. Ủa khoan đã, nhắc tới đôi mắt hai màu cùng với chi tiết tóc của em này kiểu giống như là được cạo trọc á mọi người, thì mình đoán em này chính xác là loài mèo không lông sphinx nha. Điều này cũng giải thích lý do tại sao mà đôi tai và đuôi của em này á nhìn không có giống các loài mèo mà chúng ta hay thấy. Các bạn ơi, giống mèo Sphinx này còn thường được gọi là mèo Ai Cập. Và đặc điểm của loài mèo này chính là chúng không có lông. Và càng trưởng thành thì da của chúng sẽ càng nhăn nhiêu hơn. Cũng chính vì vẻ bề ngoài của chúng mà nhiều người nghĩ rằng giống mèo Ai Cập này cực kỳ hung dữ. Nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn nha các bạn ơi. Loài mèo Ai Cập này lại có tính cách vô cùng đáng yêu, cũng như là thân thiện và hoạt bát, không thua kém bất kỳ loài mèo nhà nào khác cả. Đến bây giờ thì mình đã hiểu thông điệp của em này rồi mọi người ơi. Đó chính là chúng ta không thể đánh giá bất cứ thứ gì quá vẻ bề ngoài được, cũng giống như em mèo Ai Cập này vậy. Ngoài ra thì phụ kiện đi kèm của em nó còn có một cái rìu nữa. Nhìn khá là dữ luôn ha. Mình bắt đầu nghi ngờ về độ hiền của em này rồi đó mọi người ơi. Em có làm gì anh đâu mà anh kêu em dữ? À thì kiểu nhìn em ngầu quá cho nên anh hơi run ấy mà. Nhìn em vậy thôi, chứ em hiền lắm luôn á. Mọi người có tin không? À tin, anh và mọi người tin em mà. Thử không tin đi, rồi biết tay em ha. Em School Panda tiếp theo chúng ta là một chú gấu trắng Bắc Cực. Và em nó có tên tiếng Anh là The Polar Bear. Nón của em nó thì có hình nguyên một chú gấu luôn nè. Ở phía sau thì còn có một cái cục nữa. Nếu mà nhìn ở cái góc này á, thì nhìn giống như là em gấu này có một cái đuôi nhỏ xíu vậy á. Vô mọi người ơi, sau khi mà nhắc đến đuôi của em này á, thì mình cũng tự hỏi là ủa, gấu Bắc Cực có đuôi không ta? Tại vì trước giờ mình chả bao giờ để ý luôn á. Và sau khi tìm hiểu thì đúng thật là gấu Bắc Cực có đuôi mọi người ơi. Nhưng do có bộ lông dày cho nên chúng ta thường khó thấy, cũng như là ít khi để ý đến đuôi của chúng mà thôi. Tay và chân của em gấu này thì được làm từ nhựa trong suốt. Và bên trong thì có rất là nhiều hạt tuyến tuyến luôn nè mọi người. Kiểu giống như khi mà có tuyết á mọi người, thì ánh sáng chiếu vào làm cho lớp tuyết này cực kỳ lấp lánh và chói mắt luôn. Đó cũng chính là ý nghĩa của cái lớp tuyến tuyến này đó.
Ngoài ra thì em nó còn có phụ kiện đi kèm là một con gấu trắng nhỏ xíu xiu luôn, nhưng mà mập tròn quay luôn nè mọi người. Thì em gấu baby này chúng ta sẽ đặt em nó vào trong em school panda như thế này nè mọi người. Đó, chúng ta sẽ nhét từ phía dưới lên nha. Trông giống như là hai mẹ con đang ôm nhau ngủ vậy á. Nhìn cưng quá mọi người ơi. Nhìn sơ thì chúng ta thấy thiết kế của em này khá là đơn giản so với em vừa rồi, nhưng ẩn chứa trong đó lại là thông điệp hết sức ý nghĩa, chính là vấn đề nóng lên toàn cầu làm cho băng tan nhanh ở hai cực. Và điều này không chỉ ảnh hưởng đến con người mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến các loài động vật, điển hình như là gấu Bắc Cực. Thì có thể các bạn không biết, đó là một ngày gấu Bắc Cực đốt cháy đến tận 12.000 calori, đây là một con số cực kỳ lớn, trong khi một người đàn ông trưởng thành trung bình chỉ đốt cháy khoảng từ 2 đến 3.000 calori một ngày. Với lượng tiêu thụ khủng khiếp như vậy thì gấu Bắc Cực bắt buộc phải có chế độ ăn giàu calo, ví dụ như là săn bắt hải cẩu. Như hiện tượng nóng lên toàn cầu đã làm cho các lớp băng tan chảy và biến mất, dẫn đến việc gấu Bắc Cực mất đi môi trường săn mồi thuận lợi. Thay vì ngồi và chờ đợi con mồi trên các mảng băng như trước đây thì bây giờ chúng phải bơi lội hàng giờ dưới nước để săn mồi. Nhưng đây lại là một thử thách cực kỳ lớn vì dưới nước hải cẩu sẽ có lợi thế hơn rất là nhiều. Và điều này cứ lặp đi lặp lại, gấu Bắc Cực phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn cho việc săn mồi, nhưng kết quả lại không hiệu quả, và cuối cùng là chúng chết vì kiệt sức và đói. Nghe khá là buồn đúng không các bạn? Nhưng đây chỉ là một trong rất là nhiều tác hại của việc nóng lên toàn cầu thôi. Ngoài ra thì còn có những thứ ảnh hưởng trực tiếp đến con người, ví dụ như là lũ lụt, hạn hán, bão, ô nhiễm không khí, hoặc là tăng tỷ lệ mắc bệnh truyền nhiễm. Và tất nhiên là không một ai trong chúng ta có thể chấm dứt ngay lập tức việc nóng lên toàn cầu được. Mà đây là vấn đề của tập thể, của tất cả mọi người sống trên hành tinh này. Cho nên mỗi người trong chúng ta phải hành động ngay bằng cách có ý thức hơn về việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải hay là tái chế chúng, tiết kiệm điện, trồng và bảo vệ cây xanh, hay đơn giản chỉ là chúng ta ít lái xe hơn cũng đã góp phần bảo vệ trái đất rồi. Em mong là các anh chị hãy cùng với em bảo vệ hành tinh xanh của chúng ta nha. Em school panda tiếp theo có tên là The Blue Morpho, có thiết kế dựa trên loài bướm xanh Morpho cực kỳ nổi tiếng, là một trong những loài biểu tượng và được yêu thích nhất trong các loài bướm ở rừng Amazon. Ấn tượng đầu tiên của mình về em này là em nó có một màu xanh cực kỳ đẹp. Tiếp theo là thiết kế của em nó, tuy cũng có dáng ngòi như các em khác, nhưng các chi tiết như là chú bướm xanh Morpho ở hai bên và cả râu bướm được làm từ nhựa dẻo nữa. Đến ngay cả chi tiết lông mi và hai chân mày của em nó đều rất là đẹp và làm cho em nó trông có phần nổi bật hơn hẳn các em còn lại. Ngoài ra thì màu son tím trên môi của em này cũng cực kỳ chất luôn, cho ta cảm giác được sự ma mị và quyến rũ của loài bướm. Tay của em nó thì có chi tiết kiểu giống như là một cái bao tay vậy đó. Và còn có một hình trái tim nhỏ xíu ở trước ngực của em nó nữa nè. Trái ngược lại với sự quan tâm của mọi người dành cho em school panda này, thì loài bướm có lẽ là loài động vật ít được sự quan tâm nhất trong các em động vật ngày hôm nay. Do sự phổ biến của loài bướm và kích thước nhỏ của chúng mà loài này có phần thua thiệt hơn hẳn các em động vật khác. Mặc dù hiện nay, vấn đề tuyệt chủng của một số loài bướm đang ở mức báo động, thậm chí là một số loài đã tuyệt chủng, nhưng chúng ta cũng rất là ít khi nghe về việc phải bảo vệ loài côn trùng tuyệt đẹp và có ích này. Tiếp theo là phụ kiện đi kèm của em nó. Các bạn coi nè, có rất là nhiều chi tiết luôn. Ngoài ra thì còn có hẳn một tờ hướng dẫn lắp ráp nữa nè, quá là chu đáo luôn. Bây giờ mình sẽ dựa vào cái hướng dẫn này và lắp ráp luôn nha. Cái đế này thật ra thì không có khó ráp mọi người ơi, nhưng mà ở mấy cái lỗ này á thì có rất là nhiều cái khớp á, chúng ta cần phải xoay sao tìm đúng cái khớp thì chúng ta mới gắn vô được. Và nếu mà ráp đúng á thì nó sẽ có hình dạng như thế này nha mọi người, đó là có rất là nhiều cành cây cắm lên một cái đế nè, và trên những cành cây á thì có rất là nhiều chú bướm xanh Morpho luôn, nhìn giống như là một cái ngai vàng vậy đó. Và tất nhiên là em school panda của chúng ta chính là nữ hoàng của loài bướm xanh Morpho này, nhìn rất là đẹp luôn mọi người ơi. Để mình xoay ra phía sau cho mọi người coi nha. Nếu trong lúc mình review các em nhân vật mà có một vài chi tiết các bạn chưa xem rõ thì các bạn có thể chỉnh tới cuối video để xem 360 độ của các em nó giống như vậy nè, để có thể nhìn kỹ hơn nha. Mình nhớ lúc còn nhỏ, mình rất là thường hay thấy các loài bướm khác nhau, nhưng đến bây giờ, mình rất ít khi thấy một con bướm, nếu không muốn nói là hầu như không thấy bất cứ con bướm nào xung quanh luôn, mặc dù mình sống ở vùng nông thôn cây cỏ rất là nhiều. Qua đây ta có thể thấy số lượng loài bướm đang bị giảm đi một cách rất là rõ rệt. Và nguyên nhân của việc này một phần cũng là do con người phá hoại môi trường sống của chúng và sử dụng các loại thuốc trừ sâu bừa bãi, cũng như là bắt các loài bướm quý hiếm để làm tiêu bản với mục đích giải trí hoặc là mua bán. Cho nên mình hy vọng là chúng ta sẽ trân trọng loài bướm hơn, vì chúng không chỉ đẹp mà còn là một loài côn trùng quan trọng không thua kém gì ong mật trong việc thụ phấn hoa đâu nha. Ê
hay nhân vật tiếp theo có tên là The Rat, có nghĩa là một chú chuột. Và đúng như cái tên thì em Scoobanda có đôi tai nhỏ tròn cùng với cái đuôi dài đặc trưng của loài chuột. Đặc biệt là phần nón và lông ở cổ của em nó được phủ một lớp nhung cực kỳ mịn luôn mọi người ơi. Dựa theo màu lông trắng của em nó thì mình đoán em nó chính xác là loài chuột bạch nha. Ngoài ra thì còn có một thiết kế cực kỳ thú vị, đó chính là hai cái cục ở trên nón của em nó nhìn giống như là cái lọ thủy tinh hay dùng trong các phòng thí nghiệm vậy, với cả chi tiết giống như là cái mã vạch ở chân của em nó nữa nè. Và có lẽ đây cũng chính là thông điệp mà nghệ sĩ thiết kế muốn gửi gắm đến chúng ta về việc chuột là một trong các loài động vật được sử dụng nhiều nhất trong các cuộc thử nghiệm liên quan đến thuốc, mỹ phẩm và nhiều lĩnh vực khác nữa. Thật ra thì vấn đề này khá là nhạy cảm và có rất nhiều ý kiến trái chiều khác nhau, cho nên mình không muốn nhắc đến ở đây để tránh gây ra các cuộc tranh cãi ngoài ý muốn ha. Bé chuột của chúng ta khá là ngầu với chi tiết mái tóc hất ngược lên trên, nhìn rất là bảnh luôn nè. Các bạn có để ý là không chỉ riêng bé chuột bạch này mà rất là nhiều loài động vật bị bạch tạng khác cũng có đôi mắt màu đỏ hoặc là hồng giống như em này không? Thì lý do chính là do căn bệnh bạch tạng của chúng đã làm cho da, lông và mắt của chúng không có màu sắc. Và màu sắc mà chúng ta thấy ở mắt của chúng thật ra là do ánh sáng chiếu vào các mạch máu bên trong mắt tạo ra một màu đỏ đặc biệt như vậy. Khá là thú vị luôn đúng không mọi người? Ok, tạm để em chuột bạch này qua một bên và chúng ta đến với em tiếp theo luôn nha. Em Scoobanda tiếp theo chúng ta là một chú kỳ lân xinh đẹp mọi người ơi. Và tên tiếng Anh của em nó chính là The Unicorn, một cái tên hết sức quen thuộc với chúng ta luôn. Cho bạn nào chưa biết thì kỳ lân là một sinh vật huyền thoại chỉ có trong trí tưởng tượng. Chúng luôn được nhắc đến với hình ảnh cực kỳ xinh đẹp, có hình dáng và đặc điểm giống với ngựa, nhưng có thêm một cái sừng hình xoắn ốc ở trên đầu. Và còn có thể bay được nhờ vào đôi cánh trên lưng. Khuôn mặt và tóc của em này rất là đẹp, ngoài ra thì tóc của em nó còn được phủ một lớp sơn tạo ra hiệu ứng ánh nhũ, nhìn cực kỳ bắt mắt. Ngoài các chi tiết xinh đẹp mình vừa kể trên thì ở em kỳ lân này còn có một điều đặc biệt và khá là ghê rợn, đó chính là ở phía sau lưng của em nó còn có các chi tiết cho ta thấy giống như là sừng và cánh của em này được khâu vào người một chú ngựa để cố tình biến em nó thành loài kỳ lân trong truyền thuyết vậy đó. Đây mọi người coi chi tiết chỉ khâu vào đầu của em nó nè, nhìn sợ thật luôn á. Mình đoán cái chi tiết này có ý ẩn dụ là muốn lên án việc con người chỉ vì sở thích và lợi ích cá nhân mà đã làm một số việc tổn thương đến các em động vật. Ví dụ như nhẹ nhất là nhuộm lông cho thú cưng, hay nặng nề hơn là rút móng, thậm chí là chặt đuôi và cắt tai của chúng chỉ vì mọi người nghĩ một chú chó không có đuôi sẽ trông đáng yêu hơn, mà không hề nghĩ đến việc các em nó sẽ vô cùng đau đớn cũng như là luôn luôn sợ hãi và sẽ không bao giờ có thể vui vẻ và thân thiện lại như trước. Tha cho em đi, em chỉ muốn là một chú ngựa bình thường thôi, không có muốn làm kỳ lân gì đâu. Em Scoobanda tiếp theo chúng ta có thiết kế dựa trên loài bướm đêm có tên tiếng Anh là The Moth. Cho bạn nào chưa biết thì bướm và bướm đêm đều thuộc bộ cánh vảy, nhưng có rất là nhiều điểm khác biệt giữa hai loài côn trùng này. Dễ thấy nhất chính là dựa vào tên của chúng, bướm đêm sẽ hoạt động vào ban đêm, còn bướm ngày sẽ hoạt động vào ban ngày. Cũng chính vì điều này mà dẫn đến sự khác nhau về màu sắc trên cánh của chúng. Bướm ngày sẽ có đôi cánh rực rỡ, còn bướm đêm sẽ có màu sắc tối hơn. Nhưng điểm chung của chúng là đều dùng màu sắc này để ngụy trang và trốn tránh kẻ địch. Ngoài ra râu của bướm ngày sẽ dài, mỏng và không có lông, còn râu của bướm đêm sẽ ngắn hơn, được phủ một lớp lông tơ và có hình dạng giống như là chiếc lá hoặc là lông chim vậy đó. Và đặc biệt là bướm đêm đa dạng hơn bướm ngày rất là nhiều, chính xác là có khoảng 150.000 đến 250.000 loài bướm đêm khác nhau, gấp 10 lần so với số loài của bướm ngày luôn. Về em bướm này thì mình đã có một video về em nó, nếu bạn nào chưa xem thì có thể bấm vào đây để xem nha. Dựa vào đặc điểm của em này, đó là ở cổ em nó có một mảng lông rất là xù nè. Với cả hai cái cục này được phủ một lớp nhung cho ta cảm giác cực kỳ bồng bềnh luôn. Ngoài ra trên đôi cánh của em nó còn có các chi tiết đốm và đặc biệt là màu sắc trắng chủ đạo của em nó. Thì mình đoán đây chính là loài bướm đêm Vernal Wayland Poodle Moth, hay còn được mọi người gọi với cái tên hết sức đáng yêu, đó là bướm đêm chó xù Vernal Wayland. Cái tên này bắt nguồn từ việc em nó lần đầu tiên được phát hiện ở Vernal Wayland vào năm 2009. Còn gọi chó xù là bởi vì em này có một lớp lông trắng xù trên người, nhìn giống như là mấy em chó lông xù vậy á mọi người. Theo mình tìm hiểu thì biểu tượng của các em bướm đêm trắng chính là tượng trưng cho niềm hy vọng và sự chống trả khi đối mặt với bóng tối, giống như là ánh sáng nhỏ nhoi trong màn đêm rộng lớn vậy đó. Có thể ở đây ngụ ý của em này chính là niềm hy vọng của các em động vật, một ngày nào đó các em nó sẽ thoát ra được bóng tối, hay nó chính xác hơn là thoát khỏi sự tàn nhẫn của con người. Em này có một thông điệp được ẩn dụ khá là hay đúng không mọi người?
em Scubanda tiếp theo có tên là The Passenger Pigeon. Mọi người ơi, thì đây là lần đầu tiên mà mình nghe đến tên của loài động vật này luôn. Cho nên mình đã lên Google và tìm kiếm thông tin về em nó, thì mình biết được em này có tên là bồ câu viễn khách hay là bồ câu rừng. Thì đặc điểm của loài chim này đó chính là phần lông màu cam sặc sỡ ở phía dưới bụng. Nếu mà so sánh á, thì em Scubanda này có màu sắc sặc sỡ hơn so với em chim bồ câu viễn khách ở ngoài đời thật nha các bạn. Các chi tiết lông trên tay của em Scubanda làm cho tay của em nó nhìn giống như là một đôi cánh vậy đó. Màu cam ở chân và lông cổ của em nó cũng rất là hay nè, tái hiện lại phần lông màu cam của các em chim bồ câu viễn khách. Ngoài ra thì em nó cũng có đôi mắt màu cam luôn, với cả cái cục này cũng có hai màu là màu cam và màu xanh luôn nè mọi người. Và tất nhiên là chú chim nằm trên đầu của em nó chính là chim bồ câu viễn khách rồi, nhìn rất là đẹp luôn hết mọi người. Ok ok, các bạn chuẩn bị tinh thần nha, vì sau đây mình sẽ nói ra một sự thật cực kỳ sốc luôn. Đó chính là loài chim bồ câu viễn khách này đã tuyệt chủng rồi các bạn ơi. Chính xác rồi đó, điều này có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ được thấy các em nó tận mắt một lần nào nữa. Theo mình tìm hiểu thì loài chim này đã từng có số lượng rất là nhiều, lên đến hàng tỷ con luôn mọi người. Nhưng chỉ trong vòng một thế kỷ mà loài chim này đã biến mất hoàn toàn luôn. Có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt chủng của loài này, nhưng lý do chính chính là sự khai thác thương mại thịt bồ câu quá mức và tàn phá môi trường sống của chúng. Em xin mọi người hãy trả lại nhà cho em đi. Em Scubanda tiếp theo có tên là The Fox và đây là thẻ tên của em nó. Em này nhìn thần thái lắm luôn mọi người ơi, toát ra một vẻ quyết sự tộc, nhìn giống như là mấy phú bà vậy á. Nhất là khuôn mặt của em nó nè, đôi mắt á thì cực kỳ sắc, cùng với chi tiết hai nốt ruồi ở hai bên môi, trông sang chảnh dễ sợ luôn á. Điểm đặc biệt và ăn tiền của em này á, đó chính là em nó có nguyên một chú cáo cuốn quanh cổ em nó luôn nè. Đó, thì đây cái đầu quay gần sau, cuốn quanh người, cái đuôi dài ra tới đây luôn. Ngoài ra thì toàn bộ bộ lông của em cáo cùng với mái tóc của em Scubanda đều được phủ một lớp sơn bóng, tạo ra hiệu ứng ánh nhũ rất là bắt mắt. Và chắc chắn là ai cũng đã đoán ra được thông điệp của em này rồi đúng không? Đó chính là thời trang lông thú. Về vấn đề này thì bản thân mình hoàn toàn phản đối luôn. Nếu mà tìm hiểu thì các bạn sẽ biết được cái ngành công nghiệp lông thú này á, nó dã man tới mức nào. Mà các bạn biết rồi đó, ở thời điểm hiện tại thì các món đồ được làm từ lông thú là không thật sự cần thiết, trong khi chúng ta có rất là nhiều sự lựa chọn khác. Nhưng cuối cùng một số người vẫn chọn bỏ ra một số tiền lớn để sở hữu các món đồ lông thú, góp tay cho ngành công nghiệp này càng ngày càng phát triển mạnh mẽ, dù cho chịu sự phản đối rất là nhiều. Chủ đề này khá là nặng nề mọi người ơi, cho nên mình cũng không có muốn nói nhiều. Nếu bạn nào mà muốn biết sự kinh khủng của ngành công nghiệp này á, thì các bạn cứ tìm hiểu thêm trên Google nha. Em nhân vật tiếp theo chúng ta có một đôi tai rất là nổi bật ở hai bên nón. Không ai khác có đôi tai như thế này ngoài em voi ra mọi người ơi. Và tên tiếng Anh của em nó là The Elephant. Đây đây, để nhìn chuẩn hơn á, thì phụ kiện đi kèm của em nó là một cái vòi nè. Và cái vòi này thì sẽ có 500. Chúng ta chỉ cần cắn nhẹ vào miệng nó như vậy thôi nè. Ngoài ra thì phụ kiện của em nó còn có một cái nón nữa. Và cái nón này cũng có 500 luôn. Chúng ta sẽ gắn ở phía sau đầu của em nó. Ngoài ra thì phần thân dưới của em voi còn được phủ một lớp nhung nữa, dựa vào một vài chi tiết trên người của em này, ví dụ như là quả banh, cái nón, chi tiết trên mặt và cả trên quần ở phía sau của em nó nữa, thì mình tin chắc đây là một chú voi trong đoàn xiếc mọi người ơi. Mà mọi người có để ý thấy á, là khuôn mặt của em Scubanda này có gì đó hơi đượm buồn đúng không? Thì đây cũng chính là hiện thực của các em thú trong đoàn xiếc đó các bạn. Mình tin chắc là khi còn bé, ai cũng thích được bố mẹ cho đi xem xiếc thú hết đúng không? Ngay cả mình lúc bé cũng cực kỳ thích đi xem xiếc thú luôn. Lúc đó thì mình cứ nghĩ là mấy con vật này sao mà nó thông minh quá, biết làm những trò rất là hay ho. Nhưng đến khi lớn lên á, thì mình mới biết rằng đằng sau những buổi trình diễn đẹp mắt đó lại là sự thật rất là tàn nhẫn mọi người ơi. Thì ở đa số rạp xiếc thú, để có thể rút ngắn quá trình luyện tập của các em động vật thì con người đã dùng rất là nhiều cách như là đánh đập, bỏ đói hay là áp dụng các bài tập cực kỳ kinh khủng mà nếu không tìm hiểu á, thì mình tin chắc là các bạn sẽ không thể nào mà tưởng tượng ra nổi. Các bạn thử hỏi bản thân mình xem, rất là hiếm khi thấy một con hổ mà nó ngoan hiền nghe lời con người đúng không? Đằng này chỉ cần nghe tiếng roi da thôi là chúng tự động ngoan ngoãn nghe theo hiệu lệnh nhảy qua vòng lửa. Đó là bởi vì từ khi còn bé, chúng đã được nếm đủ mọi loại đòn roi rồi, đến mức nỗi sợ con người còn lớn hơn cả nỗi sợ đối với lửa nữa. Tưởng chừng như sau các tiết mục thành công đó thì chúng sẽ được đối xử tốt hơn. Nhưng mà không các bạn ơi, chúng vẫn sẽ bị bỏ đói và sống trong các lồng sắt cực kỳ chật hẹp và dơ bẩn. Và tất nhiên là cho đến bây giờ thì mình hoàn toàn phản đối việc các gánh xiếc sử dụng động vật. Và mình cũng rất là vui khi biết đã có rất là nhiều nơi trên thế giới cấm thể loại giải trí tàn nhẫn này. Em đau lắm, em xin mọi người đừng gián tiếp ủng hộ việc hành hạ động vật nữa.
em Scubanda tiếp theo có một cái tên khá là lạ, đó chính là The Halobios. Thì đây là một từ dùng để chỉ toàn thể sinh vật biển hay cuộc sống của chúng dưới đáy đại dương. Về thiết kế của em này thì mình cũng không hiểu lắm, với cả tên của em nó thì kiểu chung chung quá, cho nên mình cũng không đoán được là em nó dựa trên loài động vật nào nữa các bạn ơi. Có thể là con sứa trắng, tại vì em nó được làm từ chất liệu nhựa đục, rồi ở tay á còn cầm một cái nhìn khá là giống con sứa nè. Tuy là mình không có chắc chắn em nó là con gì, nhưng phụ kiện đi kèm của em nó thì mình chắc chắn là một em lợn biển nha mọi người ơi. Anh ơi, nhìn kỹ đi, em là hải cẩu chứ không phải là lợn biển đâu nha. Người ta ấm nhôm vậy mà lợn gì trời. Ủa ừ ha, ý mình là hải cẩu nha mọi người ơi. Thì trên tay của em hải cẩu này cũng đang cầm một cái giống y chang em Scubanda luôn. Mà tới bây giờ thì mình thấy nó giống như là một cục nước đá đang tan ra hơn là con sứa. Mà nói chung khi mà nhắc tới biển á thì có rất nhiều vấn đề để mà nói luôn các bạn ơi. Nhưng phổ biến nhất chính là rác thải biển, đặc biệt là rác thải nhựa. Mình nhớ có lần mình đi lặn ở Nha Trang, do là lần đầu tiên được đi lặn, xong mình đúng kiểu mắt chữ A mồm chữ O luôn, vì quá đẹp mọi người ơi. Mặc dù trước đó thì mình đã coi rất nhiều phim tài liệu về cuộc sống của các sinh vật biển hay là các rạn san hô, nhưng được tận mắt thấy chúng là một cái gì đó rất là tuyệt vời luôn. Cảm giác mình thật là nhỏ bé dưới đáy đại dương, cùng với việc trực tiếp thấy các loài cá, thậm chí nó bơi rất là gần mình, thích lắm luôn mọi người ơi. Cho nên nếu mà có cơ hội thì các bạn nên đi lặn thử, nhớ là chọn các dịch vụ lặn chuyên nghiệp một tí để đảm bảo an toàn nha. Thì vấn đề mình muốn nói ở đây là lúc mình đang tận hưởng vẻ đẹp của đáy đại dương thì bỗng nhiên mình thấy rất nhiều chai nước suối và lon nước ngọt vướng vào mấy cái san hô luôn mọi người ơi. Trời, kiểu lúc đó mình bị tụt mót ngay luôn á, nhìn cực kỳ khó chịu luôn. Thì kể từ lúc đó mình bắt đầu tìm hiểu về rác thải biển và biết thêm được các tác hại kinh khủng của chúng đến các sinh vật biển. Cho nên mình hy vọng là các bạn sẽ cùng với mình hành động ngay để ở tương lai chúng ta vẫn sẽ có những bãi biển xinh đẹp để mà đi bơi đi lặn vào những kỳ nghỉ hè nha. Em nhân vật tiếp theo chúng ta có tên là The Penguin, có nghĩa là một em chim cánh cụt. Chim cánh cụt thường thì luôn được gắn với hình ảnh dễ thương và đáng yêu. Nhưng mà sao em chim cánh cụt này nhìn nó cứ đót đót kiểu gì ấy mọi người ơi. Thay vì có màu sắc tươi sáng thì em này lại có màu đen là màu chủ đạo. Đến cả cái cục ở hai bên đầu cũng có màu đen, nhìn cực kỳ u ám luôn á. Nhưng mà vớt vát lại á, đó là trên đầu của em Scubanda có một chú chim cánh cụt nằm ở trên đó. Đó. Và em nó còn đang ôm một chú chim cánh cụt baby ở trong lòng nữa nè. Nhưng mà có cái gì đó sai sai các bạn ơi. Sao mà mặt của hai em chim cánh cụt này nhìn buồn buồn sao đâu á. Đây nè, mắt của em chim cánh cụt baby nè á, còn có chi tiết giống như là giọt nước mắt, kiểu giống như là em nó đang khóc thì phải. À mọi người ơi, mình đã hiểu ra thông điệp của em này rồi. Đây nè, các bạn để ý chi tiết tóc của em đó nha, giống như là một chất lỏng màu đen đang chảy xuống vậy đó đúng không? Thì đây chính xác là sự kiện tràn dầu trên biển. Các bạn chỉ cần lên Google tìm kiếm từ khóa tác hại của việc tràn dầu trên biển thì đầu tiên các bạn sẽ thấy vô số tác hại ảnh hưởng trực tiếp đến con người, tiếp theo là các sinh vật biển và đặc biệt nhất chính là loài chim cánh cụt và các loài động vật sống gần đó. Chim cánh cụt có một lớp lông rất là tuyệt vời mọi người ơi, dù cho sống ở nơi có thời tiết rất là lạnh nhưng nhờ vào lớp lông dày giúp em nó cách nhiệt và chống thấm nước cực kỳ tốt. Nhưng mà khi lông của chúng bị dính dầu loang trên mặt biển thì các sợi lông sẽ dính bớt lại và làm mất đi khả năng chống thấm nước tự nhiên. Điều này sẽ khiến cho nước lạnh xâm nhập vào và làm chúng bị nhiễm lạnh. Điều này cũng diễn ra tương tự cho các loài động vật săn bắt cá gần đó. Nếu mà không được cứu giúp kịp thời á thì rất có thể các em động vật này sẽ chết luôn đó mọi người. Hèn gì mà hai em chim cánh cụt này nhìn buồn như vậy mọi người ơi. Có lẽ lông của các em nó đã bị dính dầu loang trên biển rồi. Thôi để mình mang các em nó đi rửa sạch nha. Và em nhân vật cuối cùng của chúng ta là một em thỏ và em nó có tên là The Rabbit. Em thỏ chúng ta thì có màu mắt khá là giống với em chuột lúc nãy. Các chi tiết trên nón của em này thì khá là hay nha, kiểu giống như là mấy cục bông vậy á, và cũng được phủ một lớp nhung luôn nè. Mọi người ơi, cái quần phía sau của em nó cũng có cái chi tiết y chang luôn. Mọi người nhìn cái đuôi em đó nè, không hiểu sao mà mình thích cái chi tiết đuôi thỏ ghê luôn, nhìn cưng cưng kiểu gì á. Phụ kiện đi kèm của em nó chính là một cái mặt nạ thỏ, và đằng sau cái mặt nạ này á thì sẽ có một cái 500 nè. Đó, cho nên chúng ta có thể gắn lên mặt của em Scubanda giống như vậy nè. Dính cũng khá là chắc đó nha. Mắt của cái mặt nạ này nó kiểu trong suốt rồi mọi người. Xong lúc để ở ngoài á thì nó có màu đỏ nhạt. Xong lúc mà gắn vô cái mặt của em Scubanda á thì nó đổi sang màu đỏ đậm. Đó, trông sợ sợ kiểu gì mọi người ơi. Nè, đỏ nhạt, đỏ đậm, nhạt đậm, nhạt đậm, nhạt đậm, nhạt đậm, nhạt đậm, nhạt đậm. Mấy giận có thôi không? Thôi xin lỗi anh giỡn tí xíu mà. Thật ra thì nhìn dễ thương lắm luôn á, không có ghê ha. Thôi thương.
Trên tai của em nó thì có một vết rách và một miếng giống như là thẻ đánh dấu vậy á. Và trên này thì có ghi số 10. Nãy giờ mình suy nghĩ rất là nhiều rồi, nhưng mà mình vẫn không đoán ra được thông điệp của em này mọi người ơi. Mình đoán có lẽ bình thường thì chúng ta luôn nghĩ rằng thỏ có số lượng rất là nhiều luôn, cho nên rất ít khi chúng ta quan tâm đến em nó, giống như là em bướm lúc nãy vậy á. Nhưng mà có khi nào sau này á, vào một ngày nào đó, tự nhiên loài thỏ tuyệt chủng không ta? Thôi thôi mọi người ơi, thay vì suy nghĩ tiêu cực thì chúng ta hãy dành sự quan tâm nhiều hơn cho các em động vật này nha. Em Scubanda vừa rồi cũng chính là em nhân vật cuối cùng trong bộ đồ chơi ngày hôm nay của chúng ta rồi đó các bạn ơi. Theo mình thấy thì ngoài thông điệp vô cùng ý nghĩa ra thì chất lượng của bộ đồ chơi lần này phải nói là cực kỳ đỉnh luôn. Không biết là khen như vậy thì có thừa quá không ta? Tại đồ chơi của mấy em Scubanda á thì khỏi phải bàn rồi, cứ ra bộ nào là mua ngay, khỏi phải đắn đo suy nghĩ về chất lượng chi cho nó mệt ha. Ban đầu thì mình cũng đã chuẩn bị tâm lý trước vì mình biết là bộ đồ chơi lần này rất là nặng về mặt ý nghĩa, mà mình không ngờ nó lại nặng nề dữ vậy luôn á. Nhưng mình cũng hy vọng là các bạn thích và đã có những giây phút thoải mái khi xem nha. Và em nhân vật mà mình thích nhất trong ngày hôm nay chính là em bướm xanh Morpho này mọi người ơi. Còn các bạn, đâu là em nhân vật các bạn thích nhất? Hãy để lại bình luận phía dưới nói cho mình biết nha. Ok, nếu các bạn thích video ngày hôm nay thì hãy cho mình một like, một share và nhớ nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ video nào sắp tới của mình nha. Cũng như là bật chuông thông báo để các bạn là những người đầu tiên xem video mới của mình, vì mình sẽ còn quay trở lại với rất là nhiều bộ đồ chơi khác thú vị hơn nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye.